Bất ngờ lý do Đức từ chối tham gia liên minh không kích Syria. Thủ tướng Merkel có thể quan ngại dư luận trong nước cũng như quan hệ đối ngoại nên đã khước từ tham gia tấn công Syria. Đức sẽ không tham gia về quân sự. Thủ tướng Angela Merkel tuần trước tuyên bố, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thành lập một liên minh quốc tế để tấn công trừng phạt Syria vì cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học. Quân đội Đức, lực lượng có vai trò then chốt trong NATO, sau đó đứng ngoài cuộc tàu chiến oanh tạc cơ tiêm kích của Mỹ, Pháp và Anh, đồng loạt phóng 105 tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Syria hôm 14 tháng 4. Giới phân tích cho rằng, bà Merkel có nhiều lý do về chính trị để từ chối tham gia vào một liên minh quân sự như vậy nhắm vào Syria. Theo Bloomberg, không thể hiện tham vọng lớn. Bình luận viên Maxen Fusano của Deutsche Welle cho rằng, mỹ anh và pháp không cần đến tên lửa của đức để phá hủy ba cơ sở được cho là nơi sản xuất tàng trữ vũ khí hóa học ở syria đây có thể là cái cớ mà bà mccain đưa ra để khước từ đề nghị của đồng minh ở washington london và paris lãnh đạo bà nước này cũng chỉ cần đến sự ủng hộ bằng lời nói từ berlin cho hành động quân sự của họ tại syria trên thực tế bà mccain đã tuyên bố biện pháp đáp trả quân sự đã thành công và thích hợp chỉ vài giờ sau khi vụ tấn công xảy ra. Thủ tướng Đức chỉ đưa ra tuyên bố ngắn gọn khi từ chối tham gia liên minh không kích ở Syria, nhưng lại giải thích rất cận kẽ do bà hoan nghênh việc Mỹ, Pháp và Anh thực hiện hành động quân sự. Nhằm đảm bảo tính hiệu quả của đòn đáp trả quốc tế với việc sử dụng vũ khí hóa học, và nhằm cảnh báo chế độ Syria về hành động vi phạm tiếp theo. Điều này khiến cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức Khan Theodor Gutenberg mỉa mai rằng việc chính phủ của bà Merkel quyết định ủng hộ cuộc không kích Mỹ, Anh, Pháp nhưng từ chối tham gia tấn công. Một lần nữa cho thấy đây là bậc thầy về phép biện chứng. Tuy nhiên, bình luận viên Lonis Bensitsky cho rằng bà Merkel hiểu rất rõ vị thế của Đức trong các vấn đề quốc tế. Đức không phải là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như Mỹ, Anh và Pháp. Bởi vậy, lời từ chối tham gia tấn công Syri của bà Merkel được hiểu như sự bác bỏ ngầm quan điểm cho rằng Berlin đang nuôi tham vọng lãnh đạo thế giới. Trong bối cảnh liên minh cầm quyền đang mất dần sự ủng hộ ở Đức, chính sách của bà Merkel hiện nay chủ yếu tập trung vào xử lý các vấn đề trong nước. Bà không bao giờ muốn gia tăng tiếng nói của Đức trên trường quốc tế để đổi lấy tình hình trong nước dối ghen hơn. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy 60% người dân Đức phản đối can thiệp quân sự vào Syria tỷ lệ dư luận chống lại hành động quân sự với Syria ở Anh và Pháp tương tự. Nhưng bà McCann không thể bất chấp dư luận để ủng hộ Donald Trump giống như Thủ tướng Anh hay Tổng thống Pháp. Quan hệ cá nhân với Trump Theo Besky, đòn không kích vào Syria ngày 14 tháng 4 rốt cuộc là kết quả trực tiếp của tuyên bố đầy bất cẩn mà Tổng thống Trump đăng trên Twitter, trong đó ông đe dọa tên lửa đang tới. Sau thông báo đầy bột phát đó, Mỹ rất cần sự giúp đỡ của đồng minh, đặc biệt là khi Trump không có ý định xin phê chuẩn kế hoạch tấn công trước quốc hội. Tổng thống Pháp Macron với ông Trump gần đây ngày càng có quan hệ gắn bó. Chính Macron thừa nhận rằng ông thuyết phục ông Trump duy trì thực hiện quân sự lâu dài tại Syria và hạn chế đòn công kích vào các cơ sở hóa học của quốc gia này. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May lại không thể từ chối đề nghị của ông Trump tổng thống mỹ đã ủng hộ bà rất nhiều trong vụ cáo buộc nga có liên quan đến trường hợp cựu điệp viên sergei seripan bị đầu độc tại anh nên bà phải có động thái đáp lễ khi syri bị tố cáo sử dụng vũ khí hóa học trong khi đó bà mccain dường như không thể tìm được tiếng nói chung với ông trump và không che giấu được nỗi bất bình với chính sách của ông bà may và ông macron có thể coi việc tham gia chiến dịch không kích ở syri như một cách hiệu quả để thể hiện sự đồng lòng với trump trên thực tế Trump đã hết lời ca ngợi Anh và Pháp vì đã sát cánh bên ông trong quyết định tấn công Syria, nhưng bà McCann đã lựa chọn bỏ qua cơ hội đó. Vai trò ngoại giao cho khủng hoảng tại Syria Giới phân tích và nhiều lãnh đạo thế giới từ lâu đã cảnh báo rằng biện pháp quân sự không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria. Cả Mỹ, Anh và Pháp tăng cường sức ép quân sự với Syria phải có ai đó đứng ra làm trung gian cho biện pháp ngoại giao để tháo gỡ tình hình và bà Merkel dường như muốn lựa chọn vai trò này. Khi từ chối tham gia liên minh quân sự tấn công Syria, Đức có thể giữ cho mình một cánh cửa để làm trung gian hòa giải cho các nỗ lực ngoại giao sau này. Liên Hợp Quốc rõ ràng không thể đảm nhận vai trò đó, bởi hai phe đối lập trong Hội đồng Bảo an là Nga và Mỹ, Pháp, Anh đều có quyền phủ quyết. Sau khi phóng hơn 100 tên lửa vào Syria, ba nước Mỹ, Anh và Pháp cũng đã tự tước bỏ cơ hội đàm phán ngoại giao với quốc gia Trung Đông này. Với việc phát động chiến dịch quân sự bất chấp cảnh báo từ điện Kremlin, các nước này đặt mình vào thế đối đầu với Nga trên chiến trường Syria, thu hẹp cơ hội tìm tiếng nói chung để tìm giải pháp chính trị cho vấn đề. Lúc đó vai trò trung gian của Đức sẽ trở nên cần thiết. Ngoại trưởng Đức Seiko Maas từng tuyên bố, chỉ có một giải pháp chính trị cho Syria, và dù chúng ta có muốn hay không, cuộc xung đột không thể được giải quyết nếu không có nga. Fontaineau cho rằng đòn không kích vào syri của mỹ, anh và pháp chủ yếu mang tính biểu tượng, nó không làm thay đổi cục diện trên chiến trường, cũng không làm suy yếu vị thế của tổng thống syri bashar al-assad. với những hành động mang tính biểu tượng, lời nói cũng có uy lực như tên lửa. phần lớn người dân đức hài lòng khi lãnh đạo của họ hiểu được điều này, ông nói. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Cuộc không kích Syri của Mỹ, Anh, Pháp nhằm đáp trả cáo buộc Syri tấn công vũ khí hóa học vào Duma đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều của cộng đồng quốc tế. Sáng sáng ngày 14 tháng 4, quân đội ba nước Mỹ, Anh, Pháp đã bắn hơn 100 tên lửa vào các mục tiêu được cho là cơ sở hóa học của Syri. Đây là động thái nhằm đáp trả cáo buộc Syria tấn công vũ khí hóa học tại Duma hồi tuần trước. Bình luận về tình hình tại Syria, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thừa nhận Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dường như chưa làm tròn trách nhiệm trong việc xây dựng một cơ chế chuyên biệt nhằm giúp giải quyết vấn đề vũ khí hóa học ở Syria một cách hiệu quả. Ông Guterres cam kết sẽ hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng các thành viên đẩy nhanh tiến độ xử lý hạng mục này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các nước thành viên Hội đồng Bảo an tránh tức thi các hành động có thể làm tình hình Syria tồi tệ hơn. Tôi kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an đoàn kết và thực hiện trách nhiệm và tránh hành động làm leo thang căng thẳng tại khu vực. Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng vụ tấn công Syria do Mỹ dẫn đầu và cảnh báo rằng Mỹ và đồng minh sẽ phải nhận hậu quả cho hành động nã tên lửa vào Damas. Nga, nước ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng có phản ứng tương tự phó chủ tịch ủy ban quốc phòng duma quốc gia hạ viện nga alexander suthrin gọi cuộc tấn công của mỹ là hành động gây hấn và vi phạm mọi luật lệ quốc tế đại sứ nga tại mỹ anatoly anotov cho biết những hành động như vậy sẽ không thể bị bỏ qua mà không có bất kỳ hậu quả nào truyền thông syri đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối hành động của mỹ anh pháp cáo buộc việc nã tên lửa của ba nước vào lãnh thổ syri là hành động vi phạm một cách thô bạo luật pháp quốc tế tại trung đông israel dường như bày tỏ quan điểm ủng hộ hành động của mỹ năm ngoái tổng thống trump đã nói rõ rằng việc sử dụng vũ khí hóa học ở syria đã vượt quá làn danh đỏ hôm nay dưới sự lãnh đạo của mỹ ba nước mỹ anh pháp đã thực thi làn danh giới hạn đó một quan chức israel giấu tên nói với reuters về phía anh nước trực tiếp tham gia nã hỏa lực vào syria thủ tướng theresa may cho biết quyết định của anh nhằm vì lợi ích quốc gia vì anh không thể để cho việc sử dụng vũ khí hóa học trở thành một vấn đề bình thường. Nếu anh bỏ qua, thứ vũ khí nguy hiểm này có thể sẽ xuất hiện trên đường phố anh hoặc trên khắp thế giới một ngày nào đó. Thủ tướng Pháp Emmanuel Macron cho rằng cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nghi do Syria thực hiện hoàn toàn vi phạm luật pháp quốc tế và Pháp buộc phải hành động. Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ quan điểm ủng hộ quyết định của ba nước. Ông Trudeau cam kết sẽ cùng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đánh giá cuộc tấn công của Mỹ, Anh, Pháp là thích hợp và sẽ có thể ngăn ngừa một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vào người dân Syria trong tương lai. Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa, trong đó có chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain, bày tỏ quan điểm ủng hộ Tổng thống Trump hành động nhằm cảnh báo tổng thống Assad ông mccain cho rằng để mỹ hoạt động hiệu quả hơn ở syria trong tương lai chính quyền ông trump cần có một chiến lược toàn diện cho syria và khu vực trung đông các chiến lược mới không chỉ tập trung vào việc tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố mà còn nên giải quyết nội chiến ở syria cũng như tác động tới tầm ảnh hưởng của nga và iran tại damas các nghị sĩ kỳ cựu của đảng dân chủ như chuck schumer nancy pelosi dường như không mấy ủng hộ quyết định của ông trump dù ủng hộ mục đích gian đe Syria trong hành động này của Tổng thống Mỹ. Các nghị sĩ cho rằng, chỉ một cuộc tấn công vào Syria dường như sẽ không làm thay đổi được cục diện tình hình và cảnh báo Mỹ có thể lún sâu hơn vào chiến trường Syria. Một số nghị sĩ cho rằng, việc ông Trump phát lệnh tấn công Syria khi chưa có sự thông qua của Quốc hội dường như là hành động phạm luật. Phía Dân Chủ yêu cầu Tổng thống Trump cần có một kế hoạch hành động hiệu quả và cụ thể, cũng như được lưỡng viện thông qua trước khi quyết định tấn công Syria. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của trí thức vô tận để đón xem